chào cả nhà. Hôm nay là một buổi, hôm nay thứ mấy ta không? Làm riết ngày giờ mà không biết hôm nay thứ mấy anh Tèo? Hôm nay thứ bảy. Ngày cuối tuần hả? Đúng rồi. Ồ, này chúc cả nhà hội tình nguyện BDS và các mạnh thường quân trong và ngoài nước một buổi cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi hôm nay sáng nay thì bên hội tình nguyện BDS mình có hỗ trợ bên đoàn bác sĩ bên khu cách ly đi xuống lấy một ca dương tính mà chưa biết địa điểm ở đâu, thì cả nhà thì cùng theo dõi clip của anh em hội tình nguyện BDS đi lấy một ca dương tính đem về khu cách ly nha cả nhà. Bây giờ là công tác chuẩn bị của anh em là rất là kỹ nha. Bây giờ là thì sẽ nói chung đây, thì trước khi đi á, thì anh em là có xịt cồn cho nó ướt sàn xe để cồn virus nó không nó bám vô thì nó sẽ chết luôn đó. Thì nói chung này nè, nước đồ là virus nó chết, còn cái này là bọc lên là không, con virus không thể nào vô được, nước sẽ bám lên rồi đó. 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 Dạ xin chào quý vị khán giả của Thường Quân. Vậy là tụi con cũng đã tới được trung tâm y tế, trung tâm y tế cách ly tập trung quý vị khán giả để đón bác sĩ để đi lấy một ca dương tính nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy cùng đón xem đoạn clip tiếp theo của tụi con. Dạ xin chào quý vị khán giả, thì hiện tại đã đưa được bác sĩ lên xe để đến mấy cái khu vực cách ly để lấy mấy cái người mà bị dương tính với Covid đó cả nhà. Thì hiện tại là cũng bác sĩ cũng đã lên xe nha cả nhà. Giờ mới 10 giờ thôi nhưng mà trưa nóng rất, bọc xe mua đồ này nó dắt chết luôn cả nhà. Nhưng mà thôi kệ, về bà con mà thì phải ráng thôi chứ biết sao giờ. Thì mà cả nhà tiếp tục theo dõi hành trình của mấy anh em nha cả nhà. Dạ con xin chào quý vị khán giả, thì hiện tại xe con cũng đã đến rồi nha. Cách ly là cái nhà này. Cái nhà cái dây nè. Thì xét nghiệm xong là bị dương tính với Covid. Em hỏi Phan Hồng Phúc ạ. À bên trong kia nha cả nhà. Đây là phòng trọ. Rồi đây nè. Và anh rút em xịt.
Xin chào quý vị khán giả, thì hiện tại là mấy anh em cũng đã đến được nhà bệnh nhân thứ hai mắc Covid nha cả nhà. Đây. Hiện tại chị đang mặc đồ bảo hộ vô nha cả nhà, để giữ sức khỏe cho bản thân mình cũng như mọi người. Chào diễn giả, thì hiện tại xe của mấy em cũng đã đến rồi nha cả nhà. Cả nhà thấy rồi đó, cái bảng đang dang dang trước đó là bên bác sĩ test là bị dương tính với Covid. Bác sĩ đang đưa đồ bảo hộ vô cho hai mẹ con. Thì tụi con cũng không dám đứng gần, quay gần cho quý vị khán giả xem được. Thì mong quý vị khán giả hân hỷ bỏ qua cho mấy anh em. Cái
đợi xíu đang điện lại. Bà ba lâu ra đi nha, phóng ba lâu với con. À bác ơi, cái nhà của Kim Ngân á, bác 15 đường số 23, cho em hỏi là đón mấy người bác, tại vì ở đây sao nói là đón là đón Hường với Kim Ngân phải không? Bây giờ không đủ đồ cho lên xe được không? Không đủ đồ hả? Dạ. Dạ đúng rồi, 5 bộ là cái nhà trọ là hai người, là ngay chỗ đường số 96 Lâm Quỳnh á, là hai người. Rồi ở bên ngay chỗ đường số 1 là một người, với lại bên đây là hai, là 5 người. Ủa sao còn thiếu 1 bộ ta? Chứ vợ nó chở người được rồi. Hai trời đủ rồi. Cô, để mà làm chi? Cái gì? Quần áo của mình là đem ra nhà cất đi. Có cái chúng tôi cho là nhà cho không có cho nhà em, cho con nhỏ em ở nhà nó lợi, nó có cuốn cơm gì mỏng. À rồi ok, tại nhà tại, tại nhà có tang á, ở bác sĩ rồi á. Tại vì cái hũ cốt mới đem về. Đang cuốn cơm cho. Tại vì cái chú nhà đó bị dương tính, chú mà chết rồi, chú đó bị dương tính xong bây giờ là gia đình nó là F1 đi hết. Vậy cho nên cái chú đó là cho cho một người khác lại chăm đúng không? À. Tại vì có nãy có hỏi chú đàng hoàng rồi á. Đứng sau giúp tôi đi xách 3 bình nữa. Không dám lợi gần tới luôn. Bởi vì cho nên ổng ở trần không có bằng nhau. Đừng đứng nè. Đừng dám dớ tới lỗi. Anh có gì bây giờ tôi cho kêu bệnh nó đổi đồ cho. Lỗi gì bây giờ? Ví dụ muốn chậm chậm muốn cần gì thì điện về. Kéo bóng quần lên đây, cái quần nó kéo lên xíu dưới cái chân á. Nên... À, chơi luôn hả? Nếu đi muốn cuốn không sao. Đội lên đầu đi cô ơi. Chụp cái nón lên đầu đi cô. Mang đi, mang cái khẩu trang vô rồi, mang cái cái. Kéo cái nón về sau lên sao? Ôi giờ phải tháo kính vậy. Khỏi, không khỏi, khỏi, khỏi. Để vô luôn đây, con ấy vô luôn đây. Ừ, để vậy đó. Để đồ ở đây cho con, để đồ ở đây cho con. Để đồ đây nè, để đồ đó, đúng rồi. Đồ này mất kiến vô luôn đi cô ơi. Phải đâu có mất kiến. Không, có cái bộ đồ này có mất kiến. Rồi bây giờ này con hướng dẫn là cho con xịt con quay vòng tròn. Giang ngay tay ra, ủa cái găng tay đâu? Mà ở trong bệnh nó có cái bệnh găng tay đó luôn. Đã lấy cái bệnh của đâu này này. Quay ngay tay cho con. Đi cho cậu hả? Không, cô men vô, cô men vô. Đưa được 5 bệnh nhân đến điểm cách ly để tập trung rồi nha, ở nhà.
10 giờ là ngày thứ 3 giờ là ngày thứ 4 nha cả nhà, giờ là ngày thứ 5 rồi. Dạ có chị, dạ có chị, muốn xuống con cồn đi em, chứ cho cồn nãy anh cồn bỏ đâu á. Bây giờ con đã chuyển được 5 người đưa đến điểm cách ly thì tụi con sẽ khung cồn lại một lần nữa. Covid nè, mọi người nên nhớ giữ kỹ khẩu trang y tế và đừng ra đường tiếp xúc nhiều với mọi người. Nên là mình chơi chế độ 5K của Bộ Y tế đi cho nó chắc. Anh em thì đi hỗ trợ thì bắt buộc phải là phải ra đường rồi. Rồi. Được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Thì mong là những chuyến xe như vậy có thể giúp được bà con bớt được cái phần nào dịch đó cả nhà, là vì giờ dịch quá rồi, cho cuộc sống trở lại yên bình hơn. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả. Và đừng quên là like, subscribe, chia sẻ kênh Họ Thiện Nguyễn BDS cũng như là kênh Tám Sen Nhiều Chuyện, Tám Sen Chính Cơm Ấm Lòng và kênh của cô Thủy là Thủy Cuộc Sống Đời Thường nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.